Trên thế trái đất là hơn 7 tỷ người, quá nhiều miệng ăn. Ngay chúng ta lấy ví dụ như bên cạnh đất nước chúng ta là Trung Quốc. Đất nước đất đai rộng lớn như vậy, nhưng mà các nhà khoa học đã tính toán, dù rằng có thể năng là ứng dụng những công nghệ mới nhất, những thành tựu tiến bộ nhất trong khoa học, thì đất canh tác chỉ nuôi đủ 900 triệu người. Thế còn 400 triệu người ở đâu? Và mỗi năm sòn sòn đẻ ra đến 15 đến 20 triệu. Bao giờ dừng? Bao giờ bão hòa? Thì cái câu hỏi này tôi nghĩ rằng cái điều này là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái việc thứ hai nữa là cái biến đổi khí hậu nóng lên của trái đất, thì chắc chắn cái đất canh tác về nông nghiệp sẽ bị thu hẹp rất nhiều. Cái điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái khủng hoảng và đe dọa an ninh lương thực. Cái điều thứ ba nữa rằng là như hồi nãy có bạn hỏi anh Alan Thanh cuối cùng, thế thì bây giờ hỏi là cái năng lượng 40 năm nữa khi mà trong tất cả những trái đất này lên hút, bơm tất cả hết rồi thì lấy cái gì?